2022 trên sân số 1 trận chung kết tranh ngôi vô địch giữa FC Long Thiên Lên và FC 306. Trên sân số 2 trận tranh ba tư giữa FC Lốc Xoáy và FC Song Thất. Thiên Khôi. Chúng ta sẽ chuẩn bị đến với trận chung kết của giải bóng đá Thiên Khôi Cup xuân hè 2022 khu vực Hà Nội. Trận đấu giữa FC Kinh Đô 3, Kinh Đô 86 và đội Long Biên Len. Thực sự là tình hình là với trang phục thi đấu như thế này thì tôi cũng chưa phân biệt được đâu là Long Biên Len, đâu là FC 3 và 86. Mình là đội Long
Chúng ta sẽ tiếp tục và sẵn sàng cho những diễn biến của trận chung kết giải bóng đá vô địch Thiên Khôi Cup. Trong hiệp 1 trận đấu này thì cao thủ FC Kinh Đô 3 86 sẽ là đội ra bóng trước bảo vệ cầu môn bên phía tay trái chúng ta với trang phục áo bíp. Thì Long Biên Lem sẽ bắt đầu bên phía tay phải. Để tiện cho các anh em theo dõi thì tôi sẽ điểm qua đội hình của cả hai bên. Về phía Long Biên Lem hôm nay có thủ thành mang áo số 1 Tài Lộc, số 1 là Lê Văn Thắng. Các thủ gồm có số 11 Nguyễn Tiến Đạt, số 16 Phạm Quang Hưng, số 28 Nguyễn Bá Tùng, số 9 Nguyễn Như Hải, số 65 Đào Duy Thành và số 56 là Nguyễn Tuấn Anh. Về phía cao thủ Kinh Đô 386, đội hình ra sân gồm có thủ môn mang áo số 20 Phạm Tân, cao thủ là số 52 Tùng Lâm, số 2 Hoàng An, số 104 Công Thành, số 6 Hồ Văn Phong, số 40 Đức Thành, số 48 Lã Ngọc Đức. Thật là với điều kiện thời tiết như thế này và những chiếc áo bíp thì rất khó để có thể quan sát và đọc được số áo của các cầu thủ. Lên bóng cho FC 386. Khá nguy hiểm, không vào. Bảo đội áo bíp. Áo đỏ Long Biên Len, áo bíp đội 386. Như vậy chính xác là cao thủ Long Biên Len là những người mặc trang phục đỏ. Còn áo bíp là FC 386. Đã có một số nhầm lẫn trong việc cung cấp thông tin từ phía ban tổ chức. Sẽ có quả đá phạt dành cho Long Biên Len. Quả phạt check ở bên mạn phải sẽ được thực hiện bởi Đào Duy Thành.
Duy Thành. Cột 2, cơ hội rất bình tĩnh, góc hẹp, không vào. Vẫn còn, vẫn đang lộn xộn và sóng gió tạm trôi qua. Long Biên Len là đội đang khởi đầu tốt hơn, thấy rõ. Người vừa có cơ hội là tiền đạo Như Hải. Ta xem lại tình huống mà Như Hải đã găm bóng ra cột 2. Chính xác hơn là thời cơ vừa rồi thuộc về Bá Tùng. Nguyễn Tuấn Anh. Sẽ có quả đá phạt góc cho Long Biên lên. Là trong group của Thanh Thôi. Trận đấu ngày hôm nay đang được phát trực tiếp trong nhóm nội bộ của Thiên Khôi. Sút bóng vẫn chưa được. Sức ép đang lớn dần lên, nhưng đây là cơ hội phản công dành cho FC 3 và 86. Bóng đã đang gọn trong tay thủ thành Lê Văn Thắng. Tốc độ diễn ra rất nhanh. Như Hải, Tuấn Anh, vẫn là Tuấn Anh chạy rất ổn, nhưng nỗ lực đưa bóng vào không thành công ở tốc độ cao. Như Hải. Các cầu thủ Long Biên Len đang cầm bóng và triển khai rất tự tin. Tiến Đạt, đồng đội đặc biệt danh cho anh là Đạt Di. Tiếp tục là Đạt Di. Cột 2 có người. Tình huống khống chế chưa thành công của Bá Tùng. Khá nguy hiểm, đánh đầu. Thiếu chút nữa thì có bàn thắng cho FC 386. Tình huống băng cắt và đánh đầu rất hay. Cả hai bên đều đã có những tình huống đáng chú ý. Như Hải không được. Tình huống trả vào trung lộ không thành công của số 9 bên phía Long Biên Len. Đạt Di. Như vậy là có sự điều chỉnh từ phía cao thủ Kinh Đô 3, Kinh Đô 86. Người xuất hiện sẽ là Vi Việt Tuyên. Cô Tuyên Tèo sẽ có mặt. Mình đâu, phải hơi non.
Mình làm gì có, không phải là thôi. Quả lóc bên lăng, bên đấy, lăng người đá đi. Duy Thành quả chơi bóng khá đẹp. Tình huống đánh đầu của Như Hải chưa thành công. Tình huống che chắn tốt, không có gì nguy hiểm. Trận chung kết đang diễn ra với tiết tấu ở mức độ trung bình trong những phút đầu tiên. Sau một vài cơ hội của Long Biên Len thì hai bên đang ưu tiên sự cẩn trọng và chắc chắn ở hiệp 1. Khá trôi, Tuấn Anh sút gầy, dân cầm. Cú gầm bóng liệm cực kỳ khó chịu của Tuấn Anh. Đây có thể là cơ hội. Quá người tốt, góc hẹp. Xử lý hay của tiền đạo bên phía Kinh Đô 3, Kinh Đô 86. Đường chuyền rất tốt, cơ hội, cột 200. Không cần phải cột 2. Quyết định dứt điểm ăn ngay của Nguyễn Như Hải và tỷ số là 1-0 cho Long Biên Len. Đường chuyền điểm 10 của Đào Duy Thành. Và pha bút chì ở góc hẹp của Nguyễn Như Hải là miễn chê. Một cú sút hảo hạng. Và tỷ số đã được mở cho Long Biên Len. Phút thứ 12, 1-0 dành cho đội bóng đã có nhiều cơ hội hơn đến lúc này. Lại một cơ hội nữa. Trọng tài xác định là thủ môn của Kinh Đô 3, Kinh Đô 86 băng ra hợp lệ. Khá nguy hiểm. Long Biên Len chưa muốn dừng lại ở đây. Rất bình tĩnh từ Đạt Dìn. Hải Ben sút gầy, cắt bóng tốt, lại là cơ hội. Chưa có bàn thắng thứ hai, vẫn còn. Nào, đá đôi, 2-0. 2-0 cho Long Biên Len. Lần này bàn thắng đến từ Phạm Quang Hưng. Pha mất bóng nguy hiểm ở sân nhà của FC 386. Tình huống bóng một chưa thành công. Nhưng trong pha đá bồi thì
Quang Hưng đã xử lý quá bình tĩnh. Mọi thứ đang diễn ra cực kỳ suôn sẻ với Long Biên Len, hai bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng 3 phút. Xác định sẽ có quả đá biên dành cho Kinh Đô 3, Kinh Đô 86. Bém ngay. Dứt điểm là quyết định cũng chấp nhận được. Tất nhiên là không dễ. Sút mang tính khuấy động tinh thần của FC 386. Tất nhiên xác suất ăn bàn trong tình huống vừa rồi là không cao. Khá ngọt. Và xử lý rất gọn của Quang Hưng. Sẽ có quả phạt góc cho Long Biên Len. Duy Thành khá nguy hiểm và xoay sở rất tốt giữa áp lực của hai hậu cầu thủ bên phía đối phương. Lại một cơ hội nữa, Hải Bên chân trái không vào, sút tiếp. Tình huống đá bồi của Nguyễn Bá Tùng. Hải Bên lắc trái rất hay nhưng cú đá lại đi đúng vào vị trí của thủ môn đội bạn. Giữ bóng tốt, có khoảng trống ở trung lộ. Nói thật là những cú sút ở giữa sân như vậy thì rất khó để ăn bàn. Yeah.
Cột 2 đánh đầu. Vẫn chưa thể có bàn thắng thứ 3. Nếu chắc chịu hơn thì Long Biên Len hoàn toàn có thể ghi nhiều hơn 2 bàn đến lúc này. Đáy biên. Góc hẹp. Quyết định đột biến của Tuấn Anh. Sẽ có Quang Nghị cùng Linh Break. Sau 20 phút đầu tiên thì Long Biên Len đang dẫn trước 2-0. Và một thế trận hết sức thuận lợi. Pha phạm lỗi của Đạt Di, ham bóng của số 11. Thẳng cửa gôn. Môn Văn Thắng đã chơi cảnh giác. Tuấn Anh rất từ tốn. Rõ ràng là với những gì đã diễn ra thì Long Biên Len thể hiện chất lượng vượt trội hơn về cả cá nhân lẫn tính kết nối lối chơi. Một pha bóng tưởng chừng không có gì nguy hiểm nhưng có vẻ như việc bị chói nắng đã khiến cho hậu vệ và thủ môn của Long Biên Len gặp khó khăn. Thank you.
pha khống chế rất điệu của Hải Ben. Nhưng mất bóng rồi. Đội phản công cho Kinh Đô 3 và Kinh Đô 86. Hơi khó. Cự ly đội hình được giữ tốt và tiếp ứng rất nhanh cho nhau. Duy Thành sút bóng không vào. Pha khóa cổ chân rất hay của Duy Thành. Bóng chắc tay của thủ thành Lê Văn Thắng. Tuấn Anh. Bóng vẫn thuộc về Long Biên Lên. Quang Hưng khá nguy hiểm. Bóng cắt chéo qua khung thành. Không có ai thủ sẵn ở cột 2. Người đã cắt bóng là Đào Duy Thành. Kinh Đô 3 và Kinh Đô 86 vẫn đang thi đấu cố gắng. Nhưng họ bế tắc trong những nỗ lực tìm kiếm đường vào khung thành của Long Biên Len. Còn với lợi thế 3 bàn thì Long Biên Len đã chơi chậm lại trong quãng cuối của hiệp đấu đầu tiên. Chính xác hơn là lợi thế 2 bàn. Duy Thành hơi non một chút. Đường trả về hơi khó và thủ thành Lê Văn Thắng đã xử lý an toàn, chấp nhận chịu quả đá biên. Có thể là cơ hội. Sút bóng không vào. Một thoáng mất tập trung của hàng thủ Long Biên Len. Tất cả đã đứng sững cả lại để tiền đạo của Kinh Đô 3, Kinh Đô 86 có cơ hội đi vào trong và dứt điểm. Nhưng cú đá lại chệch cột dọc. Khá nguy hiểm, bóng trúng xa ngang. Nỗ lực sút xa của
Cầu thủ bên phía Kinh Đô 3 và Kinh Đô 86 thiếu chút nữa đã đem về bàn rút ngắn tỷ số. Cách biệt mới chỉ là 2 bàn thôi, chưa đủ để Long Biên Len an tâm. Vài phút vừa qua có một chút chệch choạc. Lại một cơ hội nữa chẳng. Phản cắt bóng của Đào Duy Thành. Phản công. Đây có thể là cơ hội. Cột hai đâu? Đây rồi, không được. Và tiếp bóng bằng chân trái của Hải Ben. Còn khoảng 5 phút nữa là hiệp 1 sẽ khép lại. Cầu thủ Kinh Đô 3 và Kinh Đô 86 vẫn đang hết sức cố gắng để tìm kiếm được bàn rút ngắn. Nếu điều đó xảy ra thì chắc chắn trận chung kết sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Cột 2 rất nguy hiểm. Văn Thắng một bóng nhưng tiền đạo của Kinh Đô 3, Kinh Đô 4 của Kinh Đô 3, Kinh Đô 86 cũng không thể có pha đưa vào trong. Bóng đã chạm tay của Bá Tùng. Rất bình tĩnh. Quang Hưng. Phút cuối hiệp và Ubelen, chính Long Biên Len đang tỏ rõ ý đồ đá chậm. Và phạm lỗi ở vị trí nguy hiểm. Sẽ là tình huống đá phạt dành cho Kinh Đô 3, Kinh Đô 86. Chênh bên bạn trái và đứng trước bóng đang là Vi Việt Tuyên. Long Biên Len sử dụng rào 3.
chờ giải pháp của Tuyên Tèo. Sút thẳng hay chạy bài đây? Có khoảng trống, hơi khó. Bóng hướng thẳng ra khán đài. Tình huống khóa cổ chân vẫn còn hơi lỏng. Những giây cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức hiệp 1. Tỷ số đang là 2-0 nghiêng về phía Long Biên Len với các pha lập công của Hải Ben và Quang Hưng. Mọi thứ đang hết sức thuận lợi cho đội bóng áo đỏ. Duy Thành sút bóng, ba đá phạt tuyệt vời, một siêu phẩm của Đào Duy Thành và tỷ số đã là 3-0 cho Long Biên Len. Đúng vào những giây cuối cùng của hiệp 1. Một pha khống chế xoay sút quá mẫu mực của Đào Duy Thành. Cú đá khiến cho thủ môn của Kinh Đô 3, Kinh Đô 86 chỉ có thể chôn chân làm khán giả mà thôi. Như vậy là sẽ có 2 phút bù giờ. Long Biên Len vẫn chưa muốn dừng lại. Qua người tốt, xuống đáy biên rồi. Có người ở trong chưa? Không việc gì phải vội vàng. Đạt Di, Bá Tùng vẫn che bóng thành công. Hết sức thong thả. Ba bàn là một lợi thế quá tốt để Long Biên Len bước vào giờ nghỉ giải lao. Lại là Duy Thành. Tốc độ rất tốt. Long Biên Len chưa muốn dừng lại ở đây. Bá Tùng, vẫn là Bá Tùng. Đấy. Bàn thắng thứ tư. Pha lập công của Xuân Trường, cầu thủ mới vào sân cách đây ít phút. 4-0 cho Long Biên Len. Một hiệp đấu quá tưng bừng và không còn quá sớm để khẳng định họ đã chạm một tay vào chiếc cúp vô địch của giải bóng đá vô địch Thiên Khôi Cúp Xuân Hè 2022 khu vực Hà Nội. Và hiệp 1 khép lại với tỷ số 4-0 cho Long Biên Len. Quá tưng bừng, lợi thế không thể lớn hơn được nữa. Chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi trong giây lát và chờ đợi xem Long Biên Len sẽ kết thúc trận đấu này gọn gàng được hay không ở hiệp 2.
Vâng, chúng ta sẽ trở lại với những diễn biến của hiệp 2 trận chung kết giải bóng đá vô địch Thiên Khôi Cup xuân hè 2022 khu vực Hà Nội giữa Long Biên Len và FC Kinh Đô 3, Kinh Đô 86. Tỷ số lúc này đã là 4-0, nhấn mạnh là 4-0 dành cho Long Biên Len. Sau 35 phút thì Long Biên Len đã ghi tới 4 bàn và gần như là chạm cả hai tay vào chiếc cúp vô địch rồi. Với lợi thế quá lớn như thế này thì họ làm gì cũng đúng ở hiệp 2. Vừa rồi thì ngay sau pha giao bóng đã có cú sút của Kinh Đô 3, Kinh Đô 86. 4 bàn thắng của Long Biên Len trong hiệp 1 lần lượt được ghi bởi công của Hải Ben, của Quang Hưng, Duy Thành và Xuân Trường. Phản công, cánh trái rất thoáng, Duy Thành có khoảng trống, Bá Tùng không vào. Cột 2 đã có cầu thủ phục săn, nhưng đáng tiếc là Lê Doãn Thắng lại không thể chạm bóng. Có lẽ là Bá Tùng không cần dùng nhiều lực như vậy. Một cái lòng trong hướng bóng vào cột 2 là ổn rồi. Có quả phạt góc sau nỗ lực dứt điểm của Vi Việt Tuyên. Vậy là Bá Mạnh đã tạm rời sân bên phía của Long Biên Len. Anh này đang đá thì bị rách giày. Người đã phá bóng là Trần Duy Thắng. Phản động khá hay ra cánh, đánh đầu chiến thuật nhưng bóng không đến được với Bá Tùng. Bóng vẫn thuộc về Long Biên Len, không việc gì phải vội vàng. Rất khéo, nhưng đến người thứ ba thì Duy Thành đã bị chặn lại. Quốc Lý, cầu thủ mới vào sân của Long Biên Len. Giải quyết sớm nào.
bóng ra cánh khá hay. Đã có tình huống phạm lỗi với Vi Việt Tuyên. Trọng tài đã cắt còi thổi phạt doãn thắng. Khá nguy hiểm, nhưng thủ môn Văn Thắng đã chơi rất cảnh giác. Vô lê trượt rồi, đây là cơ hội phản công. Bá Tùng ở trong có người, đường căng ngang là hơi non. Bóng vẫn thuộc về Long Biên Lên. Phải là một cơn đại địa chấn thì Long Biên Len mới đánh rơi chức vô địch. Quốc Lý rất cố gắng, bóng vẫn thuộc về Long Biên Len. Bá Tùng, Quốc Lý có khoảng trống, sút bóng. Tình huống kết thúc là của Duy Thành sau đường truyền của Xuân Trường. Và kinh đô 86 vẫn đang bế tắc, chúng ta không dễ chút nào trước một Long Biên Len rất đồng đều và chất lượng. Duy Thành cứ thong dong thôi, lợi thế quá lớn đang ở trong túi của Long Biên Len. Rất thoáng ra cánh phải. Rồi, cột 2. Không được. Duy Thành đã chơi rất đồng đội. Anh không dứt điểm mà thực hiện đường truyền cho đồng đội ở cột 2. Dẫn trước 4-0 rồi nên Long Biên Len cũng hơi cầu kỳ một chút. Họ có quyền như vậy. Thôi thì tầm này làm gì cũng được. Đánh đầu, không thể ghim được bóng xuống. Pha băng cắt rất nhanh của Duy Thành. Và khống chế bằng mũi chân rất khéo của Doãn Thắng. Thank you.
Hứa Long liên tục là những pha bắn phá ở mọi cự ly của Đào Duy Thành. Sang hiệp 2 thì phần sân của Kinh Đô 3, Kinh Đô 86 bị chói nắng và những cú sút xa sẽ càng thêm sát thương. Lại là khoảng trống. Xuân Trường chân trái đang có tín hiệu muốn tăng tốc để trang hoàng cho bữa tiệc của Long Biên lên. Rất nguy hiểm. Cơ hội. Chưa có góc để dứt điểm. Không việc gì phải vội vàng. Thoải mái quay ra và tổ chức lại. Quốc Lý. Cơ hội. Bàn thứ 5 chăng? Chưa được. Chưa thể có bàn thứ 5. Xuân Trường, động tác giả của số 55 qua người, ý đồ dứt điểm trong góc hẹp. Long Biên Len đang thoải mái bắn phá không thành đội bạn. Còn thực sự là khi chứng kiến đối thủ chơi như vậy thì Kinh Đô 3 và Kinh Đô 86 rất dễ nản. Chạy nào, chạy căng lên nào. Giật mấy quả nào. Thế một thời cơ, vẫn chưa chịu ăn. Được chưa? Vẫn chưa có bàn thắng thứ 5. Ngày hôm nay thì Bá Tùng không thực sự có duyên. Anh vẫn chưa ghi bàn dù đang chơi rất hay. Như vậy là Doãn Thắng nhường chỗ cho số 7 Đạp Tony. Ngày hôm nay dù đã nhận tới 4 bàn thua thì thủ môn Phạm Tân vẫn đang phải nói là có một trận đấu hay. Không ít tình huống cứu thua xuất sắc của Phạm Tân. Anh cũng đã làm hết nước hết cái để bảo vệ khung thành của Kinh Đô 3, Kinh Đô 86 rồi. Long Biên Len vẫn quá vững chãi và chắc chắn. Mặt trận tấn công có thể có chút lỏng chân, chứ phòng ngự thì không hề có tín hiệu lơ là. Thank you.
đạp Tony. Duy Thắng phá thảo bóng như thể sân 11 của Bá Tùng. Bên phía của Long Biên Len thì Quang Hưng đã trở lại sân. Cầu thủ ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Khá đẹp bật. Thiếu chút nữa thì có một siêu phẩm. Tình huống dứt điểm từ gần giữa sân của số 48 Lã Ngọc Đức. Trong hiệp 1 thì Ngọc Đức cũng có một cú sút xa rất đẹp, đưa bóng trúng xà ngang. Hai lần rồi anh bị khung gỗ từ chối. Đã Tony mới vào sân còn khá sung, nhưng trọng tài xác định là có lỗi của số 7. Cơ hội chưa được. Người đã bỏ lỡ thời cơ là Quốc Lý. Đúng là với một tá cơ hội trong hiệp 2 thì Long Biên Len đáng lẽ phải có bàn thắng thứ 5 rồi. Chiếc bóng sẽ là Đào Duy Thành. Cột 2. Có bàn thắng rồi. Cú đúp cho Xuân Trường. Điều tất yếu phải đến. Quá nhiều cơ hội trong hiệp 2 và cuối cùng thì Long Biên Len cũng đã có thêm bàn thắng cho mình. Họ đang trang hoàng cho chiếc vương miện vô địch. Pha kề rất nhạy cảm của Xuân Trường ở cột 2. Đúng sau bàn thắng của Xuân Trường thì hai bên sẽ có một quãng nghỉ cooling break. Thời khắc chính thức đăng quang của Long Biên Len chỉ còn tính bằng khoảng 15 phút đếm ngược nữa mà thôi. Đúng rồi,
lại thuộc về cao thủ Long Biên Len. Quốc Lý quật luôn. Bên phía Long Biên Len thì đã có những sự điều chỉnh. Có lẽ trên tinh thần là tất cả các anh em đều được vào sân. Lại một cơ hội. Vào! Vũ Quốc Lý nâng tỷ số lên 6-0 cho Long Biên Len. Set tennis đã được hoàn thành. Pha phối hợp rất quốc tế. Rót bóng ra cột 2, đánh đầu chiến thuật vào trong. Và Quốc Lý đã sẵn sàng. Pha chạm đầu tư thế quá thoải mái. Tình huống dàn bài cố định rất hay của Long Biên Len. Bữa tiệc vẫn chưa dừng lại. Như vậy là Phan Sĩ Nam, thủ môn dự bị của Long Biên Len cũng đã được tung vào sân. Đấy, mất 300 đô rồi. Đạp Tony. Duy Thắng. Trong thời gian còn lại thì có lẽ chúng ta quan tâm là hai đội sẽ cống hiến thêm bao nhiêu bàn thắng. Và liệu cao thủ Kinh Đô 3, Kinh Đô 86 có được bàn danh dự hay không. Có thể là cơ hội chăng? Việt Tuyên góc hẹp. Hơi quính một chút nhưng thủ thành Sĩ Nam vẫn cứu thua. Bên phía của Long Biên Len thì Trung Kiên đã được tung vào sân. Rất khéo, đạp Tony, đường chuyền hay. Quốc Lý. Đạp
đánh đầu, không vào, bóng đã rơi trúng xa gẳng. Tiếp chút nữa thì có bàn thắng cho Quốc Lý. Tiếp tục là pha không chiến của số 138. Thì kinh đô 3 và kinh đô 86 có lẽ cũng chấp nhận kết quả từ trước đây rồi. Rồi, có bàn rút ngắn tỷ số. Pha chạm bóng rất nhạy cảm của Tuyên Tèo. Tình huống kê máng ngoài cực kỳ khéo. Phút thứ 62 rồi. Còn khoảng 10 phút tính cả bù giờ. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-6. Có lẽ bàn thắng này mang ý nghĩa danh dự với cao thủ kinh đô 3, kinh đô 86 mà thôi. Lại một pha mất bóng nguy hiểm. Có một chút giật mình. Lộn xộn. Tinh thần của kinh đô 3, kinh đô 86 được khơi dậy. Nhưng cách biệt vẫn đang là quá lớn. Sút bóng. Thêm một pha bắn phá. Pha lắc phải và dứt điểm rất nhanh nhưng bóng đi chưa chính xác. Như vậy là Quốc Lý sẽ nhường chỗ cho số 15 Tiến Sĩ. Chúng ta xem lại fan mừng bàn thắng mang đậm tính giải tỏa của Vì Việt Tuyên. Trọng tài vừa thổi phạt lỗi đá biên. Mạnh đá ơi, đá thấp lại, chú lại. Anh đi làm cái gì anh ạ? Đá đi, đá đi. Đã có pha phạm lỗi của kinh đô 3, kinh đô 86. Thêm những sự điều chỉnh từ phía Long Biên lên. Quang Hưng sẽ ra nghỉ, nhường chỗ cho Ngọc Linh. Ngọc Linh mới vào sân và tốc độ là rất tốt. Còn khoảng 5 phút nữa. Phút thứ 65. 5 bàn vẫn là một cách biệt quá yên tâm. Đá Tony. Cú sút sệt không qua được dừng người trước mặt. Kéo áo của Đạt Tony. Wow.
xoay sở rất tốt từ số 7. Báo mạnh. Bóng ra cánh phải cho Trung Kiên. Rất tốt, cơ hội. Không được. Không kịp xoay. Và triển khai khá hay của Kinh Đô 3 và 86. Vô lê. Một sút khá bén. Tình huống sút bóng của số 6 Hồ Văn Phong. Ba phút nữa. Cơ hội phản công. 3-3. Bóng không đến được với vị trí của Minh Tiến. Sự thay đổi cuối cùng từ cả hai bên với tiêu chí là tất cả các anh em đều được vào sân. Thời gian còn lại là quá ít để thay đổi một điều gì. Mọi thứ đã an bài thực tế là ngay từ hiệp 1 rồi. Bên phía Long Biên Len thì Hữu Huệ là cái tên vào sân. Anh sẽ thay thế vị trí của Đạt Tony. Trọng tài đã ra dấu là 3 phút bù giờ. Thời gian đang đếm ngược cho thời khắc chính thức đăng quang của Long Biên Len. Bá mạnh, rất thoáng bên cánh phải, vẫn còn cơ hội. Về đi, Linh ơi. Và bằng già của thủ môn Kinh Đô 3 và 86 đã giải nguy. Thời cơ đây, cột 2 kìa. Không được. Sải chân dài của thủ thành Sĩ Nam đã phát huy hiệu quả ở tình huống vừa rồi. Rất tốt. 1-2 hay. Không được. Hơi thiếu một chút sức dướn từ Ngọc Linh. Anh Hiếu ơi, Sĩ Nam đã bắt bài được ý đồ của cầu thủ FC 386 trong tình huống này. Và người hay Việt Tuyên. Vẫn là Việt Tuyên. Không qua được Trung Kiên. Thêm bàn nữa không? Và xuất tướng của thủ môn bên phía FC 386. Sĩ Nam. Thời gian đang đếm ngược. Anh đã xem pha này.
Anh lên chơi cho anh chơi mới anh. Mất bóng nguy hiểm ở giữa sân. Khoảng trống, Việt Tuyên. Tình huống rút về rất nhanh của Minh Tiến. Những giây bù giờ cuối cùng. Anh ơi, còn 30 giây nữa cơ, còn 30 giây nữa cơ. Đã có pha phạm lỗi. Cầu thủ Long Biên Len ở ngoài sân đang sẵn sàng cho khoảnh khắc ăn mừng. Chỉ còn chờ tiếng còi của trọng tài nữa mà thôi. Và hết giờ. Xin chúc mừng cầu thủ Long Biên Len. Họ đã trở thành nhà vô địch của giải bóng đá vô địch Thiên Khôi Cup khu vực Hà Nội xuân hè 2022. Chiến thắng tưng bừng với tỷ số 6-1. Hết sức xứng đáng và thuyết phục. Một chiến thắng tuyệt đối. Một lần nữa xin chúc mừng cầu thủ Long Biên Len. Họ đã thể hiện hoàn toàn vượt trội trong trận chung kết này. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi trong giây lát trước khi đến với lễ trao giải. Tiếp tục được phát trực tiếp trong group của Thiên Khôi. Đi về anh. Đó.